Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma. Đại hạnh vô hiền.
tâm thành đệ nam mô tây phương thực đại bi di đà phật đại bi quan thế âm đại thế chi bồ tát Nam mô thập phương
tâm bồ đề tâm mục bảo tâm này sanh qua cõi thực đạt đà mô ni phật nam mô bổn sư thích ca mô ni phật Tây kinh kệ vô thượng thần tâm bi diệu pháp ba ba tiên bản kiếp năng cao ngộ hòa thế nguyện dạy như thái sơn thiệt nghiệm nam mô hồng danh hội thượng phật Bồ Tát Ca Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát Ca. Đây từ đại bi chúng sanh đại hỷ đại xả đề hạnh thức tương hảo quang minh dị từ niệm đệ tử chỉ tâm bi mạng đề tâm đảnh
chánh đề nam mô thiện quang phật thiện tâm đảnh đề nam mô văn thính
đánh đề Nam Mô Thiện Kiếm Phật.
mà Nam mô
nam đề nam mô nhật diễn phật tâm đảnh đề nam mô trạng nghiêm xin đem những duyên công đức đề Phật này nguyện ứng trên tam bảo chư thiên long thần hộ pháp tùy tự chứng minh gia hộ cuối xin các ban ngành các cấp cùng chư quan chức hữu trách từ bi xót thương cứu xét giúp cho Phật sự di dời và xây dựng mới ngôi tam bảo sớm được thành tựu như sở nguyện.
Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Thừa Phật Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thừa Thì Khổ Hạnh Sa Từ Từ Sanh Bất Gì Không Không Bất Cả Gì Sa Sa Tức Cái Thì Mong Mong Tức Cái Thì Đắc Thọ Tướng Anh Tức Cái Diệu Phục Thì Ba Công Bất Cả Tình Bất Tâm Bất Cả Giảm Thì Khổ Hạnh Trung Bồ Sát Bồ Thường Anh Tức Cái Bồ Giảm ơi từ giờ vô vô mình là diệt vô vô mình là thời đại chí vô nào từ diệt vô nào thứ tâm làm diện đạo vô đi diệt vô đắc chí vô sợ được cái cổ đời bát nhã ba la mật đà cổ tâm vô ai ngài vô ai ngài cũng vô không nhã ba la mật đà cổ Thank you.
đặc trí tuệ chân minh hiểu hộ rồi trường tất tiêu trừ anh đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ đúng thiệu phẩm điện hóa vi cùng bầu hóa khai chính phật bổ sanh bạch thối bồ tát vi bạc tử nguyện sĩ tử công đức phổ nhất thiết hạ đẳng giai công thành phật Yeah.